Cây đàn Piper Organ hay cây đại phong cầm tại Sun City Hall, trung tâm dưỡng lão tại thành phố Itami, Nhật Bản, đã được trao cho nhà thờ chính tòa thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Cây đại phong cầm này đã được lắp đặt tại Sun City Hall cách đây 3 thập kỷ. Giá của nó lúc bấy giờ là 70 triệu yên, khoảng 14 tỷ tiền Việt Nam. Cây đàn có chiều cao 7 m rộng 6,5 m dày 4 m và nặng khoảng 9 tấn. Cây đàn gồm khoảng 1850 chiếc ống bằng kẽm và bằng gỗ, hoạt động tạo âm thanh bằng gió thổi từ động cơ điện, được làm ra dưới bàn tay của nghệ nhân sản xuất nhạc cụ người Bỉ Guido Schumacher. Sau khi lắp đặt cây đàn vào năm 1993, từ cuộc trao đổi văn hóa giữa hai thành phố Itami, Nhật và Hassen, Bỉ, cây đàn này đã trải qua trận động đất ở Kobe vào năm 1995 nên bị hư hại nhiều. Sau đó, một công ty bên Nhật đã trùng tu nhưng các thiết bị cũng bị hư hại, làm cho âm đàn không còn chuẩn như đánh giá của công ty sản xuất đàn Schumacher vào năm 2018. Tuy nhiên, để trùng tu lại cây đàn thì phải mất chi phí gần 200.000 euro, nên hội người cao tuổi bên Nhật không có đủ kinh phí. Tòa thị chính Itami có ý định thanh lý cây đàn và muốn tặng cho một nhà thờ bên công giáo. Tuy nhiên, hầu hết các nhà thờ ở Nhật đều nhỏ và thấp nên không tương xứng với cây đàn này. Nghe biết tin này, cha Fero Phạm Hoàng Trinh, một linh mục người Việt Nam, đang làm mục vụ tại Oita, Nhật Bản, đã đề nghị tặng cho một nhà thờ ở Việt Nam. Ngài đã cho đăng tin trên Facebook và đã có nhiều nơi ở Việt Nam gửi đơn xin, trong đó có Tổng giáo phận Hà Nội. Sau khi suy xét, Tòa thị chính đã quyết định tặng cây đàn này cho nhà thờ chính tòa Hà Nội vì ngôi nhà thờ mang kiến trúc gô tích là thủ đô, trung tâm văn hóa và tôn giáo. Tất cả chi phí tháo gỡ, trùng tu và lắp đặt đều do nhà thờ chính tòa Hà Nội chi trả với khoảng 200.000 euro. Nhận được tin vui này, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội và cha xứ nhà thờ chính tòa Hà Nội An Tôn Nguyễn Văn Thắng đã gửi thư cảm ơn và trao tặng quà của Tòa Tổng giám mục Hà Nội tới thành phố Itami, Nhật Bản. Sau khi cập bến Hải Phòng vào ngày 19 tháng 7 năm 2022 và làm thủ tục thông quan, vào tối ngày 21 tháng 7 năm 2022, chiếc container chở cây đại phong cầm về tới nhà thờ chính tòa Hà Nội. Tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, ông Guido Submarker, giám đốc công ty sản xuất cây đàn đại phong cầm này, cũng đã trực tiếp lắp ráp và cử kỹ sư đến để chỉnh âm và bổ sung thêm những phần còn thiếu cho cây đàn vào tối ngày 23 tháng 11 năm 2022 tại nhà thờ chính tòa Hà Nội sẽ có buổi ra mắt chính thức để giới thiệu về cây đại phong cầm này tới toàn thể cộng đoàn dân chúa. Đây cũng là một cái duyên tình cờ. Cách đây tròn một năm, ngày 21 tháng 11 năm 2021, tôi đi dân lễ cho các em Việt Nam ở giáo sứ Tetori nằm trong thành phố Kumamoto, Nhật Bản rồi đến đấy thì tình cờ gặp được ông thầy Maruyama, ông ấy là một ông thầy chuyên môn sửa về đàn piano. rồi ông có nói chuyện và trao đổi với tôi về thành phố Itami có một cây đàn đài phong cầm, tức là pipe organ đó. bây giờ nhiều lý do họ không sử dụng nữa và hỏi tôi là ở bên Việt Nam đó, có nhà thờ nào muốn nhận cái đàn này về sử dụng không? rồi sau đó ông cho tôi cái website của thành phố và tôi về tôi xem tôi mở ra thì thật bất ngờ đây là một cái đàn thật là tuyệt vời lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy và à, sau đó tôi tìm cách mọi cách để liên lạc với thành phố và à, xin họ đến trực tiếp xem à, rồi trình bày nguyện vọng của mình cho họ biết rồi sau đó cái nguyện vọng của tôi để được chấp nhận sau khi đến à, thành phố itami xem cái đàn xong tôi, cho, à, tôi có chụp à, một à, số tâm hình rồi đăng một bài ở trên facebook nói về cái đàn này và nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người ở từ bên việt nam cũng như ở hải ngoại rồi có nhiều nhà thờ đặt vấn đề để xin cái đàn này trong đó có bảy nhà thờ chính tòa và ba dòng tu rồi tôi suy nghĩ bởi vì cái đàn này nó lớn thì mình phải tìm một cái chỗ nào ở cho uh, xứng tầm với cái đàn này Hà Nội là thủ đô là trung tâm là trái tim của cả nước thì cái đàn này eh, không chỉ là chỉ có phục vụ trong phục vụ mà thôi nhưng mà ở Hà Nội thì hàng năm à, có tổ chức rất là nhiều buổi hòa nhạc ở trong nước cũng như ở mang tính quốc tế à, cho nên ở đó có nhiều người eh, tập trung và eh, biết được cái đàn này thì eh, cái đàn này có giá trị hơn Tôi thiết nghĩ như thế. Sau đó thì quyết định đưa cái đàn này chuyển về Hà Nội. Tôi thuộc công ty sản xuất ra chiếc đàn này. Tôi đã lắp đặt nó ở Itami và bây giờ tôi rất hân hạnh một lần nữa được lắp đặt nó sau khi được vận chuyển tới đây. Do bị ảnh hưởng bởi trận động đất, nên chiếc đàn ống này đã bị hư hại và một số chiếc ống đã bị dập gãy. Chính vì thế cần phải sửa lại nó. Và chúng tôi đã làm mới khoảng gần 300 chiếc ống đàn. Chúng tôi đã vận chuyển những chiếc ống đàn đó tới đây. Tôi rất vui khi đến đây lắp đặt và chỉnh âm thanh cho chiếc đàn. Tôi hy vọng chiếc đàn ống này sẽ phục vụ tốt cho ngôi nhà thờ tuyệt đẹp này. Với việc nâng đỡ lời ca, tiếng hát, phục vụ cử hành các nghi thức, các thánh lễ, các buổi hòa nhạc. Nhờ đó mọi người tìm được sự bình an để hướng lòng mình lên với Chúa, cũng như ít nhiều tạo nên mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. À, nói tới đại quản cầm hay là cây đàn đại phong cầm thì như chúng ta thấy đây là một trong à, những nhạc cụ thích hợp nhất đối với phục vụ của Giáo hội Công giáo. À, với cái tầm vóc to lớn của cây đàn, nó có thể à, giúp cho con người diễn tả cái cảm xúc của mình, à, niềm vui cũng như là nỗi buồn. À, Vấn đề là trong phục vụ thì À, chúng ta thấy à, cây đàn đại phong cầm cũng có thể giúp cho chúng ta đi vào trong cái tâm tình cầu nguyện à, qua những cái bài độc tấu về thánh nhạc và rộng hơn nữa thì chúng ta cũng thấy à, đây là một cái nhạc cụ để có thể mở ra đối với tất cả mọi người à, chính vì thế mà cây đàn này có thể đóng góp cho à, cái à, việc loan báo tin mừng của giáo hội à, qua những cái buổi à, hòa nhạc về thánh nhạc hay là những cái buổi trình diễn về âm nhạc cũng như là về văn hóa. À, tôi nghĩ rằng đây đúng là một ngày phép lạ và Chúa thực hiện đối với nhà thờ chính tòa chúng ta. À, bởi vì ngay từ khi mà tất cả mọi người nhận được cái thông tin thông báo ở trên à, à, truyền thông, thì có rất nhiều cái giáo phận cũng như là trung tâm ở tại Việt Nam đã gửi đơn để xin cái đàn này và đối với tổng giáo phận hà nội chúng ta thì với cương vị là gia xứ thì tôi cũng cùng với cha đà đang học ở roma cũng có cái ý muốn là xin cái cây đàn này về cho nhà thờ chính tòa hà nội chính vì vậy mà chúng tôi đã nói chuyện với đức tổng giám mục du xe và ngài rất là vui mừng và chấp nhận cái mong ước của hai em chúng tôi và chính vì thế mà vào ngày 24 tháng tháng 11 năm 2021 thì Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã ký cái đơn chính thức xin thành phố Itami bên Nhật cái cây đàn này và qua thời gian chờ đợi thì cái niềm vui vỡ hòa đối với chúng tôi bởi vì cha Ferro Trinh ở bên Nhật đã cho chúng tôi biết là thành phố Itami đã đón nhận đơn của Hà Nội và đã chấp nhận đơn xin của đức tổng giám mục du xe tặng cho nhà thờ chính tòa Hà Nội cây đàn ống này. Niềm vui lớn của tổng giám phận Hà Nội nói chung và giáo sư chính tòa nói riêng khi mong ước có được một cây đàn ống tầm cỡ để phục vụ trong các thánh lễ đại triều và các buổi hòa nhạc vào các dịp đại lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội nay đã trở nên hiện thực. Điều này như nói lên tình liên đới giữa hai thành phố Itami và Hà Nội cũng như giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Ước mong với sự hiện diện của cây đàn tuyệt đẹp và mang nhiều giá trị này sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp thánh thiêng và là cầu nối giúp các kỳ tô hữu nâng tâm hồn lên thờ Phượng Chúa.